Những ngày qua, Giác trở thành cái tên sáng nhất sâu biết Việt khi vướng bê bối tình ái. Cụ thể, đêm mùng 7 tháng 8, Giác bị một cô gái đăng đàn bóc phốt lăng nhang. Cô gái này tên T, về cho biết từng hẹn hò nam ca sĩ, nhưng cái đắng khi phát hiện bản chất trang hoa của anh, quen nhiều người cùng lúc. Gây chú ý hơn cả T, về là T, a, à, được hé lộ là nữ chính trong MV sóng gió của Giác. T, a à, tên thật là Thiên An, có mối tình hơn 2 năm với nam ca sĩ, thậm chí xác nhận có con chung, song không nhận được sự quan tâm Ngoài ra, còn có một cô gái khác xác nhận từng có mối quan hệ tình cảm với Zack giữa bùng binh tình ái, tên N, T, Q. Cho đến tối mùng 10 tháng 8, Zack có bài đăng xin lỗi, song vẫn chưa thể xoa dịu được dư luận, chẳng những không nói rõ ràng về các bóng hồng trong vụ lùm xùm, anh còn không có lời xin lỗi cụ thể nào tới mẹ con Thiên An, những người được cho là thiệt thòi nhất.